Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu mọi người một cái sản phẩm máy cắt. Đây là dòng sản phẩm máy cắt mang thương hiệu Detton. Dòng máy cắt này thì là một cái niềm tự hào của hãng Detton vì nó quá là chất lượng, có thể nói là đẳng cấp nhất hiện tại của thương hiệu Detton nha. Dòng máy này có mã là DK355, điện nó xài là 220 đến 240V 50 Hz, công suất là 2.800W, vòng tua của máy là 3.900 vòng trên 1 phút, xài lưỡi cắt sắt là 355 nha. Dòng máy này thì nó quá là chất lượng rồi. Hiện tại bên Bảo đang bán mức giá là 2.200.000 nha, anh chị có thể tham khảo mức giá, có thể là mình tham khảo mình biết thêm cái mức giá phù hợp với anh chị để mình mua sử dụng nha, hoặc là mình mua ở đâu gần nhà thì mình có thể là biết cái giá rồi. Mua thì cũng không có đắt, đỏ cho bao nhiêu là mấy nha. Bây giờ bạn sẽ khui thùng cho mọi người cùng nhau tìm hiểu cái dòng sản phẩm của nó, vì sao nó lại xứng đáng với cái thương hiệu là tự hào của Detton nha. Hôm nay thì Bảo mặc luôn cái áo Detton để Bảo giới thiệu cái dòng này rồi mà, tại nó quá là chất lượng. Wow, nó rất là nặng anh chị ạ. Bảo sẽ lật ngang nó chứ Bảo một tay thì không có lên được, quá là trâu bò luôn. Đây là cái sản phẩm của chúng ta, họ sẽ để cái thùng xuống cho mọi người nắm rõ cái sản phẩm ở quanh. Còn dòng máy này nó quá đẳng cấp luôn, họ sẽ cân thử cho mọi người biết nó là bao nhiêu. Bây giờ bảo sẽ cân thử xem nó nặng bao nhiêu, tại bảo đánh giá này nó quá là chất lượng luôn. Con máy này một mình máy không là nặng 18,8 kg, 35 g nha, quá là đẳng cấp, quá là chất lượng luôn. Phụ kiện của máy Detton này luôn luôn là kèm theo một cái cặp thang của thương hiệu Detton. Cặp thang này xài rất là chất lượng nha, một phiếu bảo hành chính hãng của Detton. Ngoài ra nó đi kèm cho chúng ta một cái khóa mở lửa nha. Đây. Dòng máy cắt này thì lúc anh chị gạt lên như thế này thì mình gạt máy lên sử dụng nha. Đây, dòng máy này thì nó cũng rất là tiện đấy, theo bảo nghỉ ở dưới đó. Đây, ngoài ra phần đế của máy này nó quá là chắc chắn anh chị ạ, tua kìa, nó làm quá là chất lượng luôn, không có đường nào mà chê luôn anh chị ạ. Đây là cái phần để chúng ta chỉnh góc 45 độ nha. Lò xo cũng rất là to nha, bằng thép, phần sườn là làm bằng hợp kim nhôm, quá là chắc chắn. Ngoài ra cái phần này thì nó cũng làm bằng cái hộp kim nhôm luôn nha, cho anh chị sử dụng trong cái thời gian dài 1-2 năm, 3 năm gì đó, nó không có bị là lỏng sơ mi gì, mình sử dụng rất là tốt nha. Đây là hai cái đầu chổi thang, nó bọc đây để chúng ta tránh bụi bặm vào. Ngoài ra tay cầm thì nó làm một cái lớp su để anh chị là cắt chống rung tay hoặc là mồ hôi tay nó trơn nha. Tay cầm quá dài dặn và đẹp nha, ốc át nó làm quá là đỉnh luôn. Đây, cái phần này thì máy cắt nào hầu như là cũng có rồi, mình khóa đây để mình mài gì bậy bạ vậy đó. Còn công tắc thì cũng rất là nhẹ nhàng. Bảo sẽ quay bên này nha. Bên này là một cái gắt tay, anh chị thấy không? Gắt tay người ta làm dòng hot nhất của Detton rồi, người ta có xu rồi để bảo vệ luôn. Thương hiệu Detton được in nổi trên này, trên cái gắt tay này. Gắt tay này là bằng thép nha.
cái đế này cũng bằng thép nhưng mà nó quá là dài luôn anh chị ạ. Cái phần này thì nó được cho chúng ta một cái mà mút nha, để lúc anh chị xuống này nè nó không có bị méo cái phần đế này nha. Bây giờ bảo sẽ test thử xem nó chất lượng nó có đi liền với là đẳng cấp, xem nó hoạt động có tốt không nha. Bảo để găm điện đấy, bảo chưa găm điện đi. Với cái mức giá bên Bảo đang bán là chỉ có 2.2 triệu thôi, mà mình sở hữu cái dòng mà có thể là nói là nổi tiếng nhất của cái thương hiệu Decton rồi, nó mang cái đẳng cấp của cái dòng Decton rồi, niềm tự hào của thương hiệu này rồi. Anh chị có thể là tham khảo cái mặt hàng này nha, anh chị muốn mua thì có thể liên hệ tại cửa hàng Bảo qua hai số này, còn mà muốn tới trực tiếp để mà mua hàng thì có thể là tới 228 Phan Huy, phường 12, quận Gò Vấp để tới cửa hàng Bảo là giao lưu hoặc là xem máy, thử máy được thì anh chị có thể mua, hoặc là mua những cái cửa hàng ở gần nhà mình nhất thì anh chị biết coi cái sản phẩm này nó có đạt không thì anh chị mua nha. Rồi, bạn xin kết thúc video tại đây nha, bạn chào mọi người.